Vâng, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh review của mình. Chúc các bạn một ngày tốt lành nhé các bạn nhé. Đây, nay mình sang nhà ông hàng xóm. Ông hàng xóm này bữa nay khóa cổng đi Sài Gòn rồi. Nhưng mà được sự cho phép của ông hàng xóm thì mình đã bắt thang vượt rào vào các bạn ạ. Đây, được sự cho phép rồi nhé. Mình vào mình review mấy cái cây này của các ông hàng xóm cho các bạn xem. Các bạn nào nhận ra không? Đấy. To không các bạn? Hoa này. Kia này là chùm hoa đấy, phải kìa. Đó. Đây là cây cây thiên tuế nha các bạn nhé. Cây thiên tuế này của ông hàng xóm hơi bị ác ấy. Gốc này các bạn. Quá khủng khiếp luôn. Đấy. Ông còn cấy cả lan lên đây này. Đó, cái gốc của cái cây này đường kính nhé, tính theo đường kính các bạn nhé, không phải chu vi đâu, đường kính ấy, tức là mặt cắt ngang ấy, là đường kính của nó là nó phải vào tầm khoảng độ chắc phải tầm khoảng 60 phân, nếu mà sát gốc thì phải đến đây phần sát gốc dưới này này là nó đấy, nó phải tầm khoảng độ 80 phân các bạn ạ, đấy 80 phân chỗ rộng nhất nhé, còn chỗ hẹp thì nó khoảng 60 phân. Và ông ấy có cây kia thì nhỏ hơn một tí kìa. Cây này to nhất này. Cây này cũng to này. Mà sao nó lại rụng hết lá nhưng mà vẫn sống nhé. Đây nữa này. Đây nữa. 1 2 3 4 5 6 cây các bạn. Quá to luôn. Mình sẽ vào đây quay cho các bạn xem nhé. Đây là cái chùm hoa. Đây nó rụng. Đó. Chùm hoa. Vâng, mình chuyển góc máy sang bên này các bạn ạ. Mấy cái ở trên này là cái gì không biết. Mà hình như là theo như mình tìm hiểu, hình như đấy mới là cái chùm. Đấy là chùm quả của nó các bạn ạ. Kia dường như là quả ấy. Hay bây giờ mình trèo lên cái bức tường này nhé. Từng 10. Khả năng là cũng chắc cũng trèo được. Mình sẽ trèo lên để mình quay cái trên kia cho các bạn xem nó là cái gì nhé. Đây các bạn, mình đi ra chỗ này để mình trèo lên cái bờ tường này nhé. Anh chàng này đóng cửa bỏ đi Sài Gòn làm ăn rồi, lâu quá rồi. Đây là cỏ mọc này. Ôi giời. Thì mình tắt máy, mình dừng máy, mình trèo lên nhé các bạn nhé. Các bạn, mình đã trèo lên bức tường đây. Mình đang tiến ra cái chùm này. Đây là chùm quả rồi thì phải các bạn ạ. Theo như mình biết này, đây là chùm quả của nó. Ôi nó nhọn lắm các bạn ạ. Cái này này. Cái gai này nhọn và cứng lắm nhá. Đâm đau lắm. Đâm đau hay là đau ấy các bạn ạ. Mình không biết, mình chơi phát vào. Để mình vạch ra xem trong này có cái gì không nhé. Không vạch được các bạn ạ, cứng lắm. Nhưng mà hình như là theo như mình tìm hiểu thì đây là cái chùm quả. Cái lúc nãy là cái ngồng dài là hoa, bây giờ nó thành quả nữa. Cái này chắc phải chờ chín. Vì có hôm nó rụng sang vườn nhà mình. Hột đấy. Xong nó mọc thành cây các bạn ạ. Mình đã từng đứng một cây về. Cây con. Chồng không biết bao giờ nó bằng cây này. Cây này của ông hàng xóm thì không biết ngày xưa ông ấy mua bao nhiêu tiền. Và trồng mấy cây luôn, còn cấy cả lan lên. Nhìn đẹp nhỉ các bạn nhỉ. Mỗi tội là nó cái gai này nó đâm hơi đau thôi. Ở trong này là cái hậu hỗ này. Chỗ này của mình nó lại bị vướng mấy cái cành này các bạn này. Đây này. Nó cứng lắm. Nó đẩy mình cố lấn tới không cẩn thận bị ngã đấy. Để mình cố xem nào. Cái gai. Nó lại còn có cả gai ở trên cái tàu nữa. Nó đâm. Đau quá các bạn ạ. Trong này không nhìn thấy gì luôn các bạn ơi. Không nhìn thấy. Đứng trên bức tường 10 cũng run chân lắm các bạn ạ. Thì thôi, mình không bới được đâu các bạn ạ. Mới lại bới nữa nó hỏng của ông hàng xóm, ông bắt đèn chết. Tùa thế thôi chứ. Đây này, cái chùm cũ của nó đây này các bạn này. Đây này, trước đây là đã từng có một cái cục như thế này rồi đây này. Đây. Đấy, những cái bẹ của nó này. Thì chắc là đấy là chùm quả đấy, đúng là chùm quả rồi các bạn ạ. Này xong nó rụng rồi đây này. Mình bới các bạn xem. Đấy, không còn quả nào. Vậy là đấy là chùm quả đấy.
À kia kia, hình như mình phát hiện ra một cái quả. Đây 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 đây, ở chỗ này này các bạn này. Đấy, đây này. Đấy, để mình cố gắng mình lấy cho các bạn xem nhé. Mình sẽ đứng một chân sang bên này. Đấy. Đây này, đây này. Mình quay. Đây đây đây, đây đây, đây các bạn. Đây 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 đây. Cái quả của nó đây các bạn. Có hột này. Đấy, cái quả này già rồi mà nó khô rồi, còn cái hột này. Rồi mình sẽ mang cái này về mình trồng các bạn ạ. Biết đâu lại lên. Chắc là lên được đấy. Có con sâu nó ăn này. Đấy, quả cứng như cái quả như cái lõi bàng ấy các bạn ạ. Lõi giống như lõi bàng ấy các bạn nhé. Y cái lõi bàng luôn. Đây là cái hột đấy. Cái hột của nó đấy. Đấy, thì chứng tỏ ở đây là chùm quả rồi. Cái chùm quả to không các bạn. Đây. Đây, một gang tay của mình. Đấy. Tức là nó phải 30 mấy phần đấy. Cây kia cũng có một chùm kìa các bạn kìa. Ở trong cái góc cây này. Đấy. Đó là hơi vườn lá nhé các bạn nhé. Cây đấy là cũng có một chùm. Có mấy chùm luôn các bạn ạ. À, mình lại nhảy xuống dưới để quay tiếp cho các bạn nhé. Vâng, mình xuống dưới đất rồi các bạn ạ. Đây, xuống đất rồi. Đứng trên đấy run chân quá. Đấy, đấy là hai cây. Đây, cây này nhỏ hơn một tí. Nhưng mà ngọn thì nhỏ thôi các bạn. Gốc khủng lắm. Gốc cây nào cây đấy là to khổng lồ luôn đấy. Đây này. Đấy. Các bạn nhìn. Cây thiên tuế mà như này là lâu năm lắm rồi. Mấy chục năm rồi. Có khéo cả 100 năm rồi các bạn ạ. Mình không biết là một năm nó lớn được bao nhiêu nữa. Kia là một chùm hoa. Đây cái này cũng có quả nữa này. Đấy. Gốc này các bạn này. To chưa? Đấy. Gốc to lắm. Quá khủng khiếp. Công nhận ông này ông sưu tầm đâu được mấy cây này. Đã thật. Ồ, trên này nó mọc cái gì đây? Ây à. Ồ, cây này là cây thanh long rồi các bạn. Cây thanh long mọc trên đây này. Còn cái cây này là cái cây gì này? Nó ra cái lông nhung nhung này. À. Nó ra cái lông nhung cái cổ này. Không biết có phải cu ly không? Phải long cu ly không? Chắc không phải. Tay mình vẫn cầm cái hột này các bạn này. Cây này hay không? Nó cấy cả kia, ông ấy cấy cả cái này lên này. Ông hàng xóm này chơi cây vui phết. Mỗi tuần là bỏ lại không 200. Đây này, đây nó cũng đã từng lở. Vậy là cây này nó đã lở quả rồi thì hình như là nó lở liên tiếp á. Cái chùm này vẫn còn mới mà các bạn ạ. Chỉ vài ba năm trước thôi, đôi ba năm trước thôi nhé. Bây giờ nó lại có cái kia. Đấy. Mình cũng không biết là cái ngồng dài kia là hoa hay là gì. Mình hồi mình mới về đây nên mình cũng không biết. Đấy. Đây là cây thiên tuế các bạn. Cây này là cây thiên tuế. Còn cây vạn tuế hình như là nó lùn hơn, nó bé hơn nữa. Cái tàu lá nó ngắn hơn các bạn ạ. Mà hình như nó chỉ có một tầng lá, còn cái này nó mọc suốt à. Mình cũng không rõ ràng lắm nhé. Thì các bạn, bạn nào mà biết rõ về cây thiên tuế với vạn tuế thì xin hãy, nếu có xem video thì xin hãy comment bên dưới nhé. Để lại bình luận bên dưới để cho mình biết rõ ràng hơn, cũng như để cho mọi người biết rõ ràng hơn về cái cây này nhé. Thì bạn nào biết về giá trị của cái loại cây này này, đấy, thì xin hãy để lại lời bình luận nhé. Xin cho bình luận để cho mọi người cùng xem để cùng biết là cây này là cây thiên tuế hay vạn tuế, và cây này là có khoảng tuổi bao nhiêu năm đấy. Mình là mình không phải dân chơi cây nên mình không sành lắm, mình chỉ thấy thì mình review cho các bạn thôi. Vâng, thì video này của mình cũng đã giới thiệu đến các bạn là cái cây, cứ tạm gọi là thiên tuế đi, của ông hàng xóm nhé các bạn nhé. Đấy. Nhà mình thì bên kia bờ tường, còn bên này là nhà ông hàng xóm. Thì mình cũng xin phép dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình, cũng như kênh của mình trong suốt thời gian qua. Nếu thấy video của mình hay thì xin các bạn cho mình một like, một share nhé. Và nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi những video về các loại cây của mình một cách sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại.